Chiếc xe máy lưu thông ngược chiều trong đêm đã bất ngờ đối đầu với xe khách hạng thương gia chạy xuôi chiều, khiến hai xe nát đầu. Xe khách quay ngoắt 180 độ, đâm văng 20 mét hộ lan cứng trong đêm. Vụ tai nạn đã làm người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn xảy ra lúc 3 giờ sáng 30 tháng 11 thuộc địa bàn khối 7 thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu. Theo đó, vào thời gian trên, nam thanh niên điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 37L1-30254 lưu thông từ hướng Cầu Giát vào Diễn Châu. Khi qua cầu Thuận Nghĩa, xe này đi bên làn đường ngược chiều đã đối đầu xe khách limousine mang biển kiểm soát 43B-02474 chạy hướng Vinh, Hà Nội. Hơn 30 hành khách trên xe may mắn thoát chết. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Cảnh sát Giao thông Công an huyện Quỳnh Lưu đã có mặt phân luồng cho các phương tiện đi theo hướng quốc lộ 48B. Được biết, nạn nhân tử vong là Hồ Văn Cao, sinh năm 1997, trú ở xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu. Thời điểm xảy ra tai nạn, nạn nhân đang đi đón hàng thì gặp nạn.